Vâng. Đây là cục đẩy Ava nhá, 505 nhá. Vâng. Của hãng Lex nhá. Dòng này phải nói là chạy kinh điển luôn. Em ở đây nhá, em thấy nó có này. Chạy đây là loa fan nhá. Em đang chạy loa rear nhá. Loa fan là hai loa trước này. Loa rear là hai loa sau này nhá. Con này có thêm cả chạy thêm là cái loa center được nữa nhá. Đấy. Vâng. Đây này. Đây, em đang tắt này. Con này em đang chạy đôi bát 25, một chiếc là BMW 850 và một chiếc là dòng Party Hau nhá. Hai dòng này cực khỏe và rất nặng nhá. Đấy. Khi mà ở đây là cắm, ví dụ chạy muốn chạy 4 loa thì là quý vị phải chạy là fan này và rear này nhá. Đấy. Công suất ở đây nhá. Công suất ở đây là 230W. Vâng, công suất ở đây nó ghi 230W nhá. Ở đây là em đang chạy đôi BMW 850 này là ghi là 500W. Và đôi này là ghi là 200W đôi Party Hau nhá. Đấy. Đây là một đôi nhá, một đôi của nó ghi thế nhá, công suất 500W một đôi nhá, còn 250W một đôi nhá. Thì đây em đang chỉ chạy hai cái thôi nhá. Hai cái này là tổng là nó sẽ rơi vào 250 cộng với 125 sẽ rơi vào hơn 300W nhá. Vâng. Công suất của con này là 230W mà nó đánh vẫn được nhá. Đấy. Tuy nhiên quý vị lưu ý cái nguồn nhạc của quý vị sử dụng phải tốt vào nhá. Vâng. Còn ở đây là em chỉ thử thôi nhá. Còn về quý vị sẽ tự nghiên cứu và tự thử cho mình. Đấy. Em đang đánh một vế này nhá. Còn hai cái này em chưa đánh. Vâng. Đẩy của cái hãng Lex nhá. Đây là Lex. Vâng, Lex quý vị đã biết rồi đấy nhá. Đẩy cho chất âm cực kỳ hay nhá. Vâng. Con này thì em bán giá xả giá mùa Tết rất rẻ nhá. Vâng. Con dưới này, con Peeler em không tính đến rồi nhá, con trên này thôi. Vâng. Con này em bán với giá của nó là bình thường của nó sẽ rơi vào giá tầm là trên 4 triệu con này nhá. Vâng, khoảng tầm 4 triệu 8, 4 triệu 9. Con Lex này, nhưng mà con này em bán giá xả mùa Tết thôi nhá. Xả mùa Tết cho quý vị là 2.500.000 nhá. 2.500.000 quá rẻ cho một con đẩy quá xịn này, đẩy Lex. Đấy, hàng điện 100V quý vị biết rồi nhá. Vâng. Đấy. Đây là em đang chạy một vế, còn vế nữa về quý vị tự nghiên cứu và cân đối nhá. Em sẽ cho thử tiếp cái vế này tiếp nhá. Vâng, bây giờ em tiếp tục em đấu loa lên trên cầu trên nhá để thử tiếp tín hiệu của cầu trên nhá. Đấy. Khi đấu loa lên cầu trên thì bắt buộc em lại phải đưa tín hiệu lên trên này nhá. Còn khi ở về nhà quý vị sẽ dùng cái bộ chia tín hiệu quý vị để quý vị đưa vào nhá. Đấy, đây. Sau khi em đưa lên cầu trên rồi thì em sẽ vận thằng này ra nhá. Đấy. Nhá. Vâng, đây là em sẽ thử cả hai cái ok rồi nhá. Đấy. Còn ở đây nó có một cái cọc đấu center này nữa nhá. Center này thì em cũng chưa biết là nó có không, để em thử đấu center xem có không. Hay là phải đấu nhào thì cái đấy em chưa nghiên cứu, vì ở đây chưa có tín hiệu của center.
Ok nhá, đây em thử lốt cả cổng center. Cổng center thì em cắm vào cổng center dưới này nhá. Đấy, thì tín hiệu đưa vào cổng center dưới đấy nhá. Đấy, đây cổng center đây. Ok nhá. Đấy, tất cả các cổng hoạt động bình thường nhá. Vâng, giá siêu rẻ cho con này nhá. Ai lấy con này về quá ưng ý nhá. Một con hàng Nhật xịn giá rất rẻ. Vâng, đấy, đây. Con này của nó, em nói luôn nhá, con này của nó tại sao lại tiếng hay và khỏe thế nhá? Bởi vì của nó là chạy chạy bốn con công suất rất to nhá, bốn con công suất ở đây rất nhiều chân nhá, bốn con công suất rất nhiều chân ở đây cực to luôn. Đấy, bình thường quý vị hay thấy là những cái con công suất của nó bé tí tí tị, nhưng đây là công suất rất to khủng bố luôn, cho nên nó ánh tiếng rất khỏe nhá. Đây em quý vị nhìn này, đấy. Đấy, rất to luôn nhá. Đấy, đây là phải chạy 3 con nhá, chạy 3 con, 1 con này, 2 con, 3 con. Một con này chạy fan này, một con này chạy surround gì đấy, nói chung là đằng trước sau. Vâng, một con chạy center gì đấy. Vâng nhá. Đấy, đấy quý vị nào lấy con đẩy lách AVA 505 này thì xin liên hệ với em nhá. Số điện thoại của em là 0966 594 581, địa chỉ 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhé. Vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của em.